Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải vở bài tập toán lớp 4 tập 1 kết nối tri thức của cuộc sống. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài số 5. Giải bài toán có 3 bước tính. Tí số 1, trang số 17. Bài số 1. Mai đến cửa hàng bán hoa mua 9 bông hoa hồng. Mỗi bông hoa hồng là 6.000 đồng và mua 2 bó hoa cúc, mỗi bó hoa cúc là 30.000 đồng. Hỏi Mai phải trả cô bán hàng tất cả là bao nhiêu tiền? Như vậy trong này thì chúng ta sẽ có như thế nào đây? Chúng ta phân tích cái đề này. Bây giờ là lấy cửa hàng này thì mua là 9 bông hoa hồng. 9 bông hoa hồng. Này là 9 hoa hồng. Thầy ghi vắn tắt là hoa hồng à, có chữ bông nữa ha. Mà bây giờ người ta hỏi nói là mỗi bông hoa hồng là 6.000 đồng. 6.000 đồng trên một bông. Và mua 2 bó hoa cúc, mỗi bó là 2 bó hoa cúc. Và mỗi bó là 30.000 đồng trên một bó. Đó. Thì bây giờ người ta hỏi là tất cả cái số tiền mà trả là trả bao nhiêu? Như vậy thì chúng ta sẽ lấy là 9 bông hoa này chúng ta sẽ nhân cho 6.000. Tại vì mua 9 bông mà mỗi bông là 6.000. Ta lấy 9 ta nhân cho 6. 6.000. Rồi được cái số liệu đó, của hoa hồng. Số tiền của hoa hồng. Rồi tương tự chúng ta sẽ tính cái số số hoa cúc. 2 bó mỗi bó 30. Ta lấy 20 ta nhân cho ta lấy 2 bó ta nhân cho 30.000. Là 60.000. Ta cộng lại. Ta cộng hai số tiền lại. Thì ra được cái trả. Như vậy chúng ta bước đầu tiên, cái phép tính thứ nhất là phép tính tiền cho hoa hồng. Phép tính thứ hai tính tiền cho hoa cúc. Và phép tính thứ ba cộng hai lại. Đó vậy là chúng ta có ba bước tính. Giờ là chúng ta bắt đầu này. Số tiền 9 hoa hồng có là, hoặc là số tiền mua hoa hồng hết là. Chỗ này nó ngắn à, chúng ta sẽ làm sao chúng ta bố trí vừa thôi chứ đừng có dài quá nó hết chỗ. Số tiền mua hoa hồng hết là 9 bông mà mẫu bông là 6.000, nhân 6.000. 9 nhân 6 là 54. 54.000. Đó, như vậy là xong cái phần của hoa hồng. Rồi chúng ta sẽ tính số tiền mua hoa cúc. Số tiền mua hoa cúc hết là 2 bó mà ta nhân cho 30 bằng là 60. Rồi ta lấy hai số này là cộng, như vậy hai hai phép tính này, phép tính thứ ba là số tiền mai phải trả là 54.000 ta cộng với lại là 60.000 bằng là tổng cộng là 114.000. Đáp số 114.000. Chúng ta qua tiếp theo là bài số 2. Chia 48 cái bánh nướng vào các hộp, mỗi hộp 4 cái và chia 28 cái bánh dẻo vào các hộp, mỗi hộp là 2 cái. Hỏi số hộp bánh nướng 2 số hộp bánh dẻo có nhiều hơn và nhiều hơn là bao nhiêu?
Rồi bây giờ chúng ta phân tích cái đề. Bây giờ người ta nói rằng là chia 48 cái bánh nướng này. À, đây là 48 cái bánh nướng và vào các hộp. Vào các hộp và mỗi hộp là 4 cái. Yeah, 4 cái. Rồi các hộp mà mỗi hộp là 4 cái, như vậy chúng ta sẽ lấy 48 chúng ta sẽ chia cho 4. Được. Như vậy là bằng là 10 12. Vào các hộp mỗi hộp là 4. 4 cái như vậy chúng ta sẽ có là 12 hộp. À 12 hộp. Và chia 28 cái bánh dẻo vào các hộp. Như vậy là 28 cái bánh dẻo. 28 cái bánh dẻo vào các hộp, mỗi hộp là 2 cái. Nó chia 2 là bằng 10 14 à 14. 14 hộp. À. Tiếp theo người ta hỏi số hộp bánh nướng hai số hộp bánh dẻo nhiều hơn và nhiều hơn là bao nhiêu hộp. Như vậy bên này là 12 hộp, bên này là 14 hộp. Giờ chúng ta sẽ thấy là cái bánh đây là bánh dẻo. À. Bánh dẻo nhiều hơn cái bánh nướng, chúng ta trừ ra nè. Rồi. Giờ là bước đầu tiên thì chúng ta sẽ tính là cái số hộp của bánh nướng có là, số hộp của bánh dẻo có là sau đó chúng ta trừ ra, đó là ba phép tính nè. Số hộp bánh nướng có là bánh nướng là 48 này, nó chia cho 4 bằng là 12 hộp. Tiếp theo số hộp bánh dẻo, số hộp bánh dẻo có là 28 ta chia cho 2 bằng là 14 hộp. Rồi bây giờ người ta hỏi là hỏi số hộp bánh nướng hay bánh dẻo có nhiều hơn và nhiều hơn là bao nhiêu. Rồi chúng ta sẽ ghi là số hộp bánh dẻo nhiều hơn là ta lấy 14 là trừ cho 12 bằng là 2 hộp. Đáp số 2 hộp. Chúng ta qua tiếp theo là bài số 3. Tính chu vi hình tam giác ABC, biết AB là bằng 15 cm, cạnh AC là dài gấp 2 lần cạnh BC, cạnh BC ngắn hơn cạnh AB ngắn hơn cạnh BC là 10 cm. Rồi bây giờ chúng ta vẽ sơ bộ cái hình tam giác thôi ha, chúng ta không cần chính xác. Chúng ta không cần chính xác. Chúng ta chỉ cần mô tả ra để chúng ta hình dung được thôi. A B C này là AB là 15 15 cm. Người ta nói là cạnh AC là gấp 2 lần cạnh AB. AC đây gấp 2 lần. Như vậy chúng ta sẽ lấy 15 ta nhân cho 2 là AC. Tiếp theo là bằng 30 đúng không? 30 cm. Rồi tiếp theo cạnh AC gấp 2 lần cạnh AB. Rồi cạnh AB này ngắn hơn cạnh BC là 10 cm. Như vậy chúng ta cái cạnh này là 15 ta cộng cho 10 là bằng là 25 cm.
Như vậy chúng ta hình dung như vậy à, chúng ta mới tính được à. Chúng ta đọc đề và chúng ta vẽ tượng trưng, đây gọi là vẽ tượng trưng không cần chính xác à. Chúng ta vẽ tượng trưng cái hình tam giác ra rồi chúng ta dựa vào đây rồi chúng ta phân tích, rồi bắt đầu chúng ta mới đi giải. Rồi bây giờ cái chu vi, công thức tính chu vi của cái hình tam giác thì chúng ta sẽ có là công thức là B là bằng là ba cạnh cộng lại AB này cộng BC này cộng với là AC. À, AB thì có rồi 15, AC thì mới vừa tính mới nãy, BC cũng mới vừa tính, rồi cộng lại với nhau. Đó. Cái quan trọng là chúng ta phải phân tích cái đề chỗ này, chúng ta biết rằng là cái cạnh này là tính kiểu sao, tính ra bao nhiêu, cạnh này tính kiểu sao, tính ra bao nhiêu. À. Rồi, chúng ta quay lại, chúng ta đi tính. Độ dài cạnh AC là độ dài cạnh AC là AC dài gấp 2 lần cạnh AB à, AB người ta họ cho là 15 nhân cho 2 là bằng là 30 đơn vị tính hay là cm. Rồi AB lại ngắn hơn BC là 10, như vậy chúng ta cộng lại nè. Độ dài cạnh BC là độ dài cạnh BC là 15 ta cộng cho 10 bằng 25 cm. Rồi chúng ta tính chu vi, chúng ta áp dụng vào đây. Cộng ba cạnh lại với nhau. Chu vi hình tam giác là chu vi hình tam giác ABC là 15 cộng cho 30 cộng cho 25 bằng 70 cm. Đáp số 70 cm. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học, đề thi, bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thầy để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều cái đầu sách. Các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.